Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái thiết bị mà nó sẽ biến những cái đầu CD, những cái đầu giải mã thường không có chức năng đèn thành những CD giải mã đèn. Đây là cái con buffer đèn đến từ thương hiệu iFi, một thương hiệu chuyên sản xuất những cái thiết bị nghe nhạc nhỏ gọn của Anh. Con này là iFi, model là i thấp nha các bạn, i thấp. Đó, nó có một cái bóng đèn ở đây. Khi chúng ta bật nguồn lên thì bóng đèn đó nó sẽ sáng ở cái logo của cái chữ A này. Đó. Con này thì rất là đơn giản, các bạn cho cái tín hiệu analog vào in và nó out ra. Đèn là bản chất của nó là analog nha các bạn. Con này không liên quan gì đến đầu giải mã đâu nha. Nó không phải giải mã âm thanh mà nó là chuyển âm thanh analog bình thường thành âm thanh analog đèn. Thì ví dụ như các bạn có một cái đầu CD này đi, thì các bạn cho cái tín hiệu CD analog ra, nó không xuống trực tiếp âm ly mà nó qua cái con iFi đèn này. Con đèn này nó sẽ xuất lại xuống âm ly, nó là ở trung gian. Như vậy các bạn nghe sẽ hay hơn và nó sẽ là chúng ta nghe, chúng ta không cần phải bỏ ra tiền là mua CD đèn hay là giải mã đèn nữa, mà chúng ta tận dụng những cái có sẵn để chúng ta cho theo con này biến nó thành đèn. Rồi, xài adapter 9V nha các bạn. À, đây là cái volume, nó là một cái rề đèn luôn. Nếu như các bạn không cần dùng chức năng rề thì bên dưới này nó có một cái các cái nút chỉnh, thì chúng ta chỉnh theo cái sơ đồ nó cứ hướng dẫn này. Nếu như các bạn không dùng rề đèn thì các bạn tắt đi. Tắt đi nha. Nó có hướng dẫn này. Còn mình dùng rề thì mình bật lên. Bật theo cái sơ đồ này. Mấy cái nút trắng trắng này này. Hoặc là các bạn muốn dùng rè hay không thì nói mình chỉnh lại cho. Rồi, giá là 6,1 triệu, 6,1 triệu nha. Bên mình có bán USB bộ cứng chip sẵn nhà, chất lượng cao. Một cái USB là 128 GB, 800 ngàn. Còn một ổ cứng là 1 ngàn GB, giá là 2 triệu. Tất cả đều nhạc lọc lấy chất lượng cao. Bạn có thể ghim vào TV để chơi qua đầu giải mã, hoặc là ghim trực tiếp vào những đầu giải mã có chức năng đọc USB ổ cứng. Giờ mình test nhạc cho các bạn nghe nha. Các bạn nào có cái nhu cầu dây AV thì bên mình hiện tại đang có dây AV Acufy, chất âm rất là tốt, giá 1,1 triệu dây bãi nha. Chân lên chúng
tiếng hát đưa nhìn